Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pha ri thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đã bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Kéo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu trong tin mừng mắt theo hôm nay nhắc với chúng ta về một cái cách sống đạo và cái cách sống đạo này để thể hiện mình thuộc về Chúa thì Chúa cần chúng ta phải có một cái cách sống được gọi là công chính và cái công chính này còn so sánh hơn là các người phariseo cái sống công chính là cái cách diễn tả chúng ta thuộc về chúa chúng ta đi xa hơn những gì mà cựu ước và cụ thể là những người phariseo đang sống đi xa hơn nghĩa là chúng ta sống và thuộc về chúa bằng cái cõi lòng của mình bằng cả trái tim và bằng cả khối óc của mỗi người trong chúng ta thuộc về Chúa và ước muốn được nên hoàn thiện. Vì vậy, mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pha ri thì sẽ chẳng được vào nước trời." Thế cái sự hơn ở chỗ này ta hiểu thế nào? Thì lời của Chúa lại nói tiếp với chúng ta: anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết Bất cứ ai giận anh em mình thì đã bị đưa ra tòa Ở đây chúng ta có thể hiểu được Là đối với cái nhìn của cựu ước Thì cái hành động của tội được diễn ra khi chúng ta giết người Và khi ta có một cái hành động nỗi thì đó nó mới là lỗi. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu đòi chúng ta xa hơn, nghĩa là ta mới chỉ giận thôi, chưa hành động đâu. Nhưng mà cái tư tưởng, cái suy nghĩ của ta có những cái nhìn, có cái nỗi suy nghĩ nào đó không hài lòng về người khác và tức bực ở trong lòng thì đấy đã bị đưa ra tòa rồi. Và đó mới là điểm để Chúa Giêsu nhắc với chúng ta về cái cách sống nên hoàn thiện bằng một đời sống công chính, nghĩa là không phải chỉ khi chúng ta diễn ra trong hành động thì đó nó mới là lỗi. Cái lỗi có thể xảy ra ở ngay trong những cái tư tưởng xấu của chúng ta, những cái ước muốn hoặc là những cái ác tâm dã dạ ý ở trong cuộc đời của mình, đó đã là những cái nguy cơ để có thể dẫn đến cái hành động của tội. Vì vậy, ta muốn được nên công chính thì hãy có những cái suy nghĩ và có những cái nối sống thực sự trong sáng đừng để cho mình bị vẩn đục trong cái tư tưởng hay là trong cái ước muốn bất chính nhưng hãy thể hiện ra bằng một con người luôn thuộc về Chúa ước muốn và mong đợi những điều tốt lành xảy ra trong cuộc đời nhìn nhau với cái lăng kính của tình thương và sống với cái sự trong sáng trong hành động đức tin của mình chứ đừng để cho mình tâm thì ác và hành động thì mặc dầu chưa diễn ra nhưng nó có thể diễn ra bởi vì cái ác tâm ở trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ diễn ra ngang qua những hành động của mình xin chúa cho chúng ta luôn luôn hướng đến một cái sự hoàn thiện và có một đời sống công chính trước mặt chúa và trước mặt nhau để rồi ở đó ta là những người sẽ được vào trong nước trời hưởng sự sống viên mãn trong ơn nghĩa của chúa amen